Một con không chết chết thì mình cho con xem chỉ tên chết đi. Nó cứ tò mò. Cho xem chỉ dùng cái trôi thề mà chết. À, cái giấy của mình ấy nó lại ghi này. Chưa từng kết hôn em. Mà liền mơ ước của bao nhiêu phụ nữ Việt Nam. Cái lưng ấy chưa đóng dấu đỏ lắm mà. Anh Hùng mới có tên có tuổi ở Việt Nam thì anh không cần những cái việc đèo sáng như mình. Mình không có tên có tuổi, mình chỉ dơ cho cậu xem tí tất cả đi. Nhưng mà giấy anh in ra anh để những đâu rồi? Nhưng mà tôi cũng có. Nhưng mà nó cần thì cho xem thôi. Nói chung là bây giờ mình rất là vẻ cái đấy là chưa từng kết hôn cả. Nói đi nói lại kiểu gì cũng biết. Chắc anh nào có biển số xe là yêu vợ con chưa? Con chợ có người có đấy. Ôi giời, mấy cái ông này cái thằng nó... Thứ nhất là sao vậy? Mà thứ hai là ông Linh vớ vẩn. Anh nói em là tất cả những ông mà nhá, trong điện thoại ghi là vợ yêu là vẫn đều dối trá hết. Tôi khẳng định này, điện thoại của tôi nhá, vợ tôi ngày xưa, tức là bạn gái ở cùng. Đố đầu ở đuôi rồi, đố đầu ở đuôi rồi. Tôi ghi là công an. Vì cái chuyện chuyện gì tôi không biết. Mày ghi mẹ là công an. Anh ơi, em không ghi là cảnh sát trưởng chứ. Công an, cảnh sát trưởng. Còn ông nào ghi là vợ yêu là những ông đấy là diễn. Rất là đen tối. Diễn. Giờ vợ này để điện thoại ở nhà, gọi vào máy của mình cho vợ nhìn thấy vợ yêu con quỷ. Nhưng mà thật sự yêu đương gì tầm này mấy con đầu tiền cũng có yêu tầm gì tầm này. Tất cả những ông mà ghi tên điện thoại là vợ yêu nhé, cô làm nhé đi, cả hai cô làm yêu vợ yêu đấy nhé đi. Đứng lên phát biểu tiếp. Câu chuyện đang rôm. Anh mà ngồi xuống nó buồn lắm. Nếu mà họ đáng thì mình họ rất là đàng hoàng. Rồi bây giờ cả nhà cổ vũ xin phát biểu hay cho bên mình nào. Rồi bây giờ quá đáng quá đáng để không có. Đây đừng có lộn xộn. Đây đừng có. Chú Kim à. Chuyện gì sao sao làm đấy.